Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba 28 tháng 4 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là giáo hoàng và người trẻ, và cuối cùng là phút cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói: hãy trở về với Galilee của mình, ở đó Chúa đang đợi chúng ta. Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đóng cửa nhưng các cử hành đạo đức vẫn tiếp tục. Đức Thánh Cha gửi thư cho các báo đường phố. Đức Hồng Y Peter Tersen kêu gọi đừng bỏ quên những người già giữa đại dịch. Vatican, sáng thứ Hai ngày 27 tháng 4, trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã dành riêng để cầu nguyện cho các nghệ sĩ, những người có khả năng sáng tạo lớn lao, và qua cái đẹp, họ chỉ cho chúng ta thấy con đường phía trước. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban cho các nghệ sĩ ân sủng sáng tạo trong thời điểm hiện tại. Tin mừng phụng vụ thứ hai tuần thứ ba mùa phục sinh nói về việc sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, người tìm chỗ để nghỉ ngơi và cầu nguyện. Các môn đệ lên thuyền và Chúa đi trên mặt nước mà đến với các ông. Dân chúng thấy một chiếc thuyền ở trên bờ và cho rằng Chúa đã đi xa. Họ tìm kiếm Ngài và gặp Ngài ở Capernaum. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng. Sau khi đã nghe Chúa giảng dạy suốt cả ngày và nhận được ân sủng hóa bánh ra nhiều từ Chúa, dân chúng muốn tôn Chúa lên làm vua. Đức Thánh Cha giải thích về thái độ của dân chúng. Những người này trước hết họ đến với Chúa để lắng nghe lời Chúa giảng dạy và xin chữa bệnh. Nhưng khi họ thấy Chúa cho họ ăn điều mà họ đã không ngờ, thì họ lại nghĩ, người này sẽ là một vị lãnh đạo tốt, có thể giải thoát chúng ta khỏi những người Roma và đưa đất nước tiến lên. Dân chúng phấn khích muốn tôn Chúa lên làm vua. Đức Thánh Cha nhận định, đã có một sự thay đổi trong tâm trí của những người này. Họ đã quên lòng phấn khởi mà lời Chúa làm nảy sinh trong tâm hồn của họ. Và Chúa Giêsu đã làm cho họ nhớ lại những tình cảm ban đầu và khiển trách họ. Họ tìm Ngài vì đã được ăn no nê chứ không phải vì những dấu lạ. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu đã sửa chữa thái độ này của dân chúng, bởi vì giữa cuộc hành trình, họ đã xa rời niềm an ủi thiêng liêng ban đầu. Họ đã đánh mất đường công chính mà theo đường lối thế gian. Điều này cũng xảy ra đối với chúng ta hôm nay. Trong hành trình bước theo Chúa, chúng ta bắt đầu với những giá trị của tin mừng. Và đến một lúc nào đó, một ý tưởng khác đến với chúng ta, rồi chúng ta xa rời Chúa và thích ứng với những điều tạm thời hơn, vật chất hơn, thế gian, và mất đi ký ức của lòng nhiệt thành ban đầu. Đức Thánh Cha giải thích thêm, Thiên Chúa luôn làm cho chúng ta quay trở lại với buổi gặp gỡ đầu tiên, giây phút mà Ngài nhìn và làm nảy sinh trong chúng ta ước muốn để theo Ngài. Chúa làm điều này sau khi Chúa phục sinh. Chúa nói với các phụ nữ về báo cho các môn đệ đi đến Galilee, họ sẽ gặp Ngài ở đó. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy luôn trở lại Galilee, mỗi người đều có Galilee riêng. Những điều này xảy ra trong cuộc sống đôi khi làm cho chúng ta xa rời Chúa và tìm kiếm những giá trị khác, khiến cho chúng ta đánh mất sự tươi mới của buổi gặp gỡ đầu tiên. Vì thế, luôn trở về Galilee của mình, ở đó Chúa đang đợi chúng ta. Lộ Đức, chúng tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa, Đức ông Olivier Ribaldo Dumas, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp, đã khẳng định như trên. Đức ông Olivier cho biết, Đền Thánh đóng cửa, nhưng đời sống cầu nguyện vẫn tiếp tục dành cho tất cả mọi người. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, ngày Đền Thánh phải đóng cửa, tại hang Massabiens, mỗi ngày vào lúc 7 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối, luôn có các giờ cầu nguyện, thánh lễ, lần chuỗi mân côi với nhiều ngôn ngữ. Mọi người có thể tham dự trực tiếp trên trang web của Đền Thánh. Các tín hữu muốn hành hương nhưng không thể đến được thì chúng tôi, các linh mục, phó tế, tu sĩ đến với mọi người và lắng nghe những lời cầu xin của họ. Sứ vụ của chúng tôi là cầu nguyện cho tất cả. Trong thời điểm đại dịch, sợ hãi và đau khổ, Đền Thánh muốn trở thành lá phổi cầu nguyện của thế giới và có thể tập hợp tất cả các lời khẩn cầu lên mẹ Maria và Chúa. Mỗi ngày trung bình chúng tôi nhận được 2.000 ý chỉ cầu nguyện từ khắp nơi trên thế giới gửi về.
Đức ông Olivier cho biết thêm, từ sau ngày 17 tháng 3, Đền Thánh cũng đã quyết định dành một tòa nhà cho những người sống trên đường phố cư ngụ trong thời điểm đại dịch. Đây là tòa nhà trước khi có đại dịch vẫn dành cho người bệnh đến đây hành hương. Trong những tuần này, các ý chỉ cầu nguyện thường xuyên được gửi đến, phần nhiều liên quan đến đại dịch. Bên cạnh đó cũng có các lời nguyện đơn sơ, thực tế của cuộc sống thường nhật, như xin chúc lành cho một em bé mới sinh, xin ơn bình an. Đây là những lời cầu nguyện rất đẹp, những lời cầu nguyện của dân Chúa, của những người bé nhỏ đơn giản phó thác nơi mẹ Maria. Ở Lộ Đức, các tín hữu có thể mang đến tất cả gánh nặng cuộc sống và tìm được sự chữa lành, có thể không phải nơi thân xác, nhưng chắc chắn tâm hồn được chữa lành. Khi hành hương đến đây, mọi người sẽ có thể tìm được câu trả lời cho những vấn đề quan trọng mà họ đang mang trong tâm hồn. Hơn thế nữa, mọi người sẽ có thể trải nghiệm nét đẹp và sức mạnh của tình huynh đệ gắn kết các bệnh nhân với những người chăm sóc họ, một tình huynh đệ nảy sinh từ cuộc gặp gỡ các thế hệ và giữa những người có văn hóa khác nhau. Vatican, hôm 27 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các báo đường phố và khuyến khích họ tiếp tục công việc của họ ngay cả khi gặp phải những khó khăn do đại dịch virus corona. Báo đường phố được bán bởi những người vô gia cư và những người nghèo. Báo này được xuất bản chủ yếu để hỗ trợ những người này có thu nhập để trang trải cho cuộc sống và để củng cố hệ thống xã hội của những cộng đồng vô gia cư. Báo đường phố vừa cho họ cơ hội để làm việc, vừa cho họ có tiếng nói trong cộng đồng của họ. Thế giới báo đường phố, như được Đức Thánh Cha giải thích, là một thực thể bao gồm 100 tờ báo đường phố trên khắp thế giới, xuất bản tại 35 quốc gia và bằng 25 ngôn ngữ khác nhau, đặc biệt là giúp cho hơn 20.500 người vô gia cư có thu nhập. Đức Thánh Cha nhắc đến kinh nghiệm tuyệt vời của báo Scarf de Tennis ở Ý, một dự án của tổ chức Caritas để giúp cho hơn 130 người gặp khó khăn, có thu nhập và có các quyền công dân cơ bản. Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc rằng, cuộc sống của hàng triệu người đang đối diện với nhiều thử thách khó khăn trên thế giới, bị khốn đốn bởi đại dịch, đã bị thay đổi và thử thách nặng nề. Những người mỏng manh yếu đuối nhất, những người vô hình, những người không có nơi cư trú đang gặp nguy hiểm và phải trả giá đắt nhất. Đức Thánh Cha nhìn nhận thế giới của báo đường phố và đặc biệt là những người bán báo này. Phần lớn là những người vô gia cư, những người bị gạt sang bên lề xã hội, những người bị thất nghiệp. Ngài nói, hàng ngàn người trên thế giới đang sống và có cơ hội bán những tờ báo đặc biệt này. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã khiến cho những người bán báo này phải thất nghiệp. Do đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi liên đới với các nhà báo, các tình nguyện viên, những người sống nhờ các dự án này và những người đang làm mọi điều có thể từ nhiều sáng kiến khác nhau. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng tin tưởng vào tương lai của báo đường phố và gửi đến họ lời khích lệ và huynh đệ. Ngài cảm ơn các tin tức cũng như những câu chuyện hy vọng mà họ kể lại. Vatican, nhắc lại sự đề cao người cao niên của Đức Thánh Cha Francisco, người quan tâm chăm sóc và bảo vệ những người cao niên. Đức Hồng Y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện, đã kêu gọi đừng quên lãng người già trong cơn đại dịch. Hơn một nửa nạn nhân của virus corona là những người cao tuổi sống trong các nhà dưỡng lão hoặc trong các cơ sở chăm sóc khác. Một báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra tuần trước nói rằng các quốc gia châu Âu tập trung sự quan tâm vào các bệnh viện và để cho những người ở trong các nhà chăm sóc không được giúp đỡ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Radio Vatican, Đức Hồng Y Tucson kêu gọi xã hội chăm sóc cho người già như dấu chỉ của sự liên đới, liên thế hệ. Theo Đức Hồng Y, có hai giai đoạn dễ bị tổn thương và mỏng manh trong cuộc sống con người. Sự dễ bị tổn thương và mỏng manh của cuộc sống bắt đầu trong lòng mẹ và tiếp tục sau khi đứa bé chào đời. Trong giai đoạn này, cha mẹ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sự sống. Và rồi đến thời gian khi những bậc cha mẹ này cao tuổi và chính họ trở nên dễ bị tổn thương và mong manh. Đến lượt họ cần sự chăm sóc và bảo vệ của những đứa con mà họ đã bảo vệ trước đây. Do đó, cần có sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau giữa các thế hệ để bảo vệ sự sống cả ở giai đoạn bắt đầu và kết thúc của nó. Trong đại dịch COVID-19, người già bị ảnh hưởng nhiều nhất vì sự dễ bị tổn thương của tuổi già, hệ thống sinh học suy yếu, phản ứng miễn dịch giảm đi, v.v. Đức Hồng Y Tucson cũng nêu lên một khía cạnh khác của sự dễ bị tổn thương mà xã hội cần quan tâm. Đó là sự bất bình đẳng trong xã hội.
mọi người không được bình đẳng trong việc hưởng chăm sóc y tế và thậm chí là không phải mọi nơi đều có chăm sóc sức khỏe. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y nhắc đến Đức Thánh Cha Francisco, người đề cao người già trong xã hội vì họ là người mang ký ức và là chứng tá của nền văn hóa xã hội. Đức Hồng Y nói, sự liên đới giữa các thế hệ mà chúng ta thường nói đến không chỉ vì mục đích tạo ra một tương lai an toàn cho giới trẻ, mà còn vì sự an toàn của những người chịu trách nhiệm cho chúng ta ở đây, vào lúc này và vào thời điểm của lịch sử này. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ. Một vụ cụ thể, cầu nguyện và bác ái. Jean Grabour và Trần Đình. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt. Chúng ta đang cùng bước sang số 30 của chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ với những bức thư và những lời nhắn gửi của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ trên toàn thế giới. Wow, vậy là đã tròn 30 tuổi rồi ha. Ừ, cũng nhanh đó. Vậy thì trong số lần này chúng ta cùng đến với những cái nhìn rất cụ thể của Đức Thánh Cha trong việc mục vụ dành cho người trẻ nhé. Không biết đâu là điều đầu tiên mà Đức Thánh Cha sẽ nhấn mạnh khi mà nói đến những điều cụ thể đây. Vậy thì mình cùng vào luôn với số tông huấn Christus Vivit số 224 nhé. Đức Thánh Cha nói rằng, nhiều người trẻ rất trân trọng sự thinh lặng và sự gần gũi với Chúa. À, cái này là chắc là nói đến cầu nguyện rồi. Và ngày càng có nhiều nhóm tập trung với nhau để tôn thờ thánh thể hoặc cầu nguyện với lời Chúa. Chúng ta không được xem thường khả năng của người trẻ trong việc cầu nguyện suy chiêm. Chỉ cần tìm ra những cách và những phương tiện thích hợp để giúp họ đi vào kinh nghiệm quý báu này. Liên quan đến việc tôn thờ và cầu nguyện, trong nhiều khung cảnh, các bạn trẻ Công giáo đang mong muốn việc cầu nguyện và cử hành bí tích có thể kết nối với đời sống hàng ngày của mình qua một phụng vụ sống động, chân thực và đầy niềm vui. Việc tận dụng những thời khắc đặc biệt của năm phụng vụ, nhất là tuần thánh, lễ hiện xuống và lễ Giáng sinh là rất quan trọng. Nhưng những dịp lễ khác cũng có thể là kỳ lễ quan trọng trong nhịp sống đều đặn thường ngày, giúp họ kinh nghiệm niềm vui của đức tin. Thầy thấy là trong dịp Covid-19 đang hoành hành thế này nè, thì nhiều bạn trẻ bắt đầu tự hỏi về việc mình có cần phải đi lễ không? Mà tại sao mình phải đi lễ? Tại sao mình phải cầu nguyện? Rồi trong khoảng thời gian cách ly xã hội á, có thể là cái thời khắc để thấy đức tin của mình thế nào, rồi đâu là vị trí của Thiên Chúa trong đời sống của mình. Ừ, riêng cá nhân con nhá, thì trước đây là một đứa hơi lười đi lễ. Nhưng mà trong cái dịp lễ vừa rồi á, có rất nhiều biến cố xảy ra mà làm con phải nhìn lại về đức tin á. Với con thì trong cái dịp dịch này á, thì con lại cảm thấy mình thật sự là cần cầu nguyện. Bởi vì con thấy có rất nhiều người phải đau khổ qua cái dịch này. Từ những người bệnh mà họ cảm thấy cô đơn, tới những người thân mà họ không được gần gia đình, rồi những người cha, người mẹ không được ôm hôn con của mình mỗi ngày, tới những cái hậu quả về kinh tế ảnh hưởng, rồi họ bắt đầu mất nhà, mất việc làm. Chính bản thân mình á, mình cũng sợ là mình có thể bị nhiễm, mà nếu mà không phải là mình thì là gia đình mình. Và mình cảm thấy nó vượt qua cái khả năng của con người để mà kiểm soát nó, nên là mình cảm thấy mình thực sự bất lực. Và lúc đó là cái lúc mà mình nương tựa vào Chúa. Con cầu nguyện cho cái đại dịch nó mau qua đi và những cái hậu quả nó có thể là giảm hết mức có thể, bởi vì cảm thấy quá nhiều đau đớn xảy ra trong cái dịch này á. Thật sự là trong những lúc khô khan á, trong những lúc mà điều kiện bên ngoài của những việc cách ly xã hội không giúp mình có thể cầu nguyện được cộng đồng á, thì cái việc cầu nguyện cá nhân á, nó là một câu hỏi rất là lớn. Và đó là một cách để mình có thể hỏi lại về đức tin và đức cậy của mình á. Mình có thực sự cần đến Chúa không? Thực sự là cần đến Chúa trong những lúc gian nan của cuộc đời hay không á? Nhưng mà nếu chỉ cầu nguyện không thì đâu có đủ, đúng không thầy? Mình đâu có thể nào mà chỉ nhìn thấy những người khó khăn nhưng mà lại chỉ ngồi đó và cầu nguyện thôi, đúng không? Vậy thì qua số tiếp theo là biết liền nào. Số 225. Những việc phục vụ của Kitô hữu là một cơ hội độc đáo để lớn lên và mở ra, đón nhận quà tặng đức tin và đức ái mà Chúa ban. Nhiều người trẻ bị thu hút bởi những dịp giúp đỡ người khác, nhất là với trẻ em và người nghèo. Thường việc phục vụ này là bước đầu tiên giúp khám phá và tái khám phá đời sống trong Đức Kitô và trong giáo hội. Nhiều người trẻ trở nên mệt mỏi với các chương trình huấn luyện giáo lý và thiêng liêng của chúng ta, và đôi khi họ yêu cầu cơ hội để tham gia tích cực vào các hoạt động giúp ích người khác. Đúng là nếu mà đời sống và ngay cả giáo dục á, mà bữa trước mình nói với nhau á, chỉ có tính lý thuyết thôi á, thì nó sẽ khiến cho đời sống của mình trở nên nhàm chán. Thứ đến á,
chẳng có kết quả và hoa trái gì cả. Bởi vì học là một chuyện, còn việc thực hành lại là một chuyện khác. Cầu nguyện là một chuyện, còn việc sống lại là một chuyện khác. Nếu nói là điều quan trọng là kinh nghiệm thâm sâu về Thiên Chúa thì không thể chỉ tìm Chúa trong những bài huấn giáo được, đúng không? Và như là Thánh Gioan có nói là nếu tôi nói yêu Chúa mà không yêu tha nhân thì tôi là kẻ nói dối rồi. Mà thật ra thì cũng không có dễ để sống đời sống cầu nguyện trong lúc khô khan đâu. Nhưng mà có một bí quyết. Mẹ Teresa Calcutta đó, trong suốt 40 năm cuộc đời của mình á, mẹ cảm thấy mình cầu nguyện rất là khô khan. Nhưng mà mẹ chia sẻ rằng khi mà cầu nguyện khô khan á, cách duy nhất để gặp Chúa đó là gì biết không? Đó là đi gặp những người nghèo và những người khó khăn thiếu thốn. Vì vậy với mẹ á, cầu nguyện và bác ái, đức tin và đức ái phải đi đôi với nhau, phải bổ trợ cho nhau. Và con thấy ở những thành phố lớn thì việc làm tông đồ bác ái rồi các chuyến đi thiện nguyện có thể rất là dễ hiểu, bởi vì khi mà khoảng cách giữa người nghèo và người giàu rất là rõ. Có những khu ổ chuột này, dành cho những người nghèo, và các lớp giáo lý thì thường được mời gọi để thăm viếng và giúp đỡ họ. Nhưng mà ở các vùng quê thì sẽ như thế nào? Mình sẽ giúp đỡ người khác và việc thực thi bác ái phải được hiểu thế nào nhỉ? Câu hỏi này của bạn thú vị đó, bởi vì thật ra thì thầy cũng được nghe chia sẻ rằng việc dạy giáo lý hoặc là giáo dục ở vùng quê á, chú trọng nhiều hơn và việc đi lý thuyết những cái bài huấn giáo nhiều hơn. Vậy thì nghe câu chuyện này thử xem có gợi ý nào không nhá. Khi gặp các bạn trẻ tại Paraguay á, thì có những bạn trẻ đã kể cho Đức Thánh Cha câu chuyện về cuộc đời của mình. Đầu tiên là bạn Manuel, 18 tuổi. Bạn là một nông dân ở thành phố San Pedro. Bạn ấy trải qua thời niên thiếu rất là khó khăn. Gia đình thì nghèo, cha phải lên thủ đô để làm việc. Rồi bạn ấy phải ở nhà với mẹ, làm công việc cho một nông trại để sống. Rồi khi mẹ bạn ấy qua đời á, thì Manuel ở bên bờ vực thẳm của việc nghiện ma túy. Và Manuel kể rằng nhờ quen biết với những người trong ban mục vụ giới trẻ và qua các cuộc tĩnh tâm, Manuel cảm thấy Chúa hiện hữu thực sự. Từ đó, mặc dù các phương tiện eo hẹp, Manuel vẫn vui sống và tìm cách phục vụ người khác. Và bạn ấy hỏi Đức Thánh Cha rằng, chúng con đang chiến đấu để sống đức tin, ngôn sứ, cử hành và thừa sai, nhưng chúng con cần những hành trình vững chắc hơn, tiệm tiến và toàn diện trong việc huấn luyện về đức tin. Ngoài ra, trước viễn tượng tương lai bất định, khó kiếm công ăn việc làm, không được học nhiều, chúng con có thể làm gì đây? Và Đức Thánh Cha đã trả lời ngay rằng, con đã không có một cuộc sống dễ dàng, con bị bóc lột, bị ngược đãi và cô đơn. Nhưng thay vì trả thù cuộc đời, con đã đi làm. Cha cầu nguyện cho tất cả những trẻ em đang phải sống trong hoàn cảnh khó khăn. Chỉ có Chúa mới có thể cứu các em trong những tình cảnh ấy. Gặp gỡ Chúa Giê-xu là hy vọng và can đảm. Và tất cả chúng ta đang cần những điều ấy ngày nay. Những người trẻ sống mệt mỏi với bộ mặt buồn chán. Và Đức Thánh Cha cũng rất là đề cao việc mà các bạn trẻ giúp đỡ lẫn nhau, làm tông đồ ngay trong chính thôn xóm của mình, giữa những người bạn của mình. Có một bạn khác tên là bạn Liz Freitas, 25 tuổi, cũng kể với Đức Thánh Cha về cuộc đời của mình. Bạn ấy thuộc ban mục vụ giới trẻ ở thành phố San Bernardino và có cử nhân y tá. Bạn ấy sống với bà ngoại rất là bệnh tật. Và cách đó 2 năm thì mẹ của bạn bị bệnh Alzheimer, là bạn suy thoái não bộ đó, và sống như là một em bé. Từ đó thì bạn ấy phải săn sóc mẹ rồi thay tã cho mẹ. Thậm chí là bà còn cứ tưởng rằng Liz là mẹ của bà nữa. Và Liz kể rằng, thoạt đầu thì con không được chuẩn bị trước tình cảnh như vậy, nhưng con được may mắn vì con không lẻ loi. Nhờ một bà dì và các bạn hữu, con đã đương đầu được với hoàn cảnh của mình. Liz được một người giúp đỡ học hành, đi học đại học vào buổi tối. Và khi gặp Đức Thánh Cha, bạn ấy kể về những đau khổ và khó khăn, dường như nguôi ngoai đi rất nhiều vì niềm vui khi được nhìn thấy Đức Thánh Cha. Và bạn ấy chia sẻ rằng, ngày nay con cũng nhận thức được rằng tình trạng bệnh tật của mẹ con làm cho con trưởng thành và vững mạnh hơn. Ngày nay con đang tìm kiếm con đường mà Chúa muốn con đi. Và Đức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ khác về bài học mà Liz dạy tất cả chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng, Liz dạy chúng ta không cần phải làm như quan Pilato, không cần rửa tay. Rửa tay gác kiếm đúng không? Rửa tay thờ ơ luôn đúng không? Và Đức Thánh Cha nói rằng, Liz đã có thể đưa mẹ và bà ngoại vào một nhà dưỡng lão, nhưng bạn ấy đã hoán cải, trở thành một người phục vụ. Đúng hơn là một người tôi bọc cho mẹ và cho bà của mình. Và bạn ấy làm điều đó với tình thương yêu. Mới 25 tuổi, bạn ấy đã đốt cháy cuộc sống của mình qua việc phục vụ mẹ và bà. Tình liên đới của những người khác, của các bạn hữu đã mang lại cho bạn ấy sức mạnh để tiến bước. Ở đây có giới răn thứ tư, hãy thảo kính cha mẹ. Và bạn ấy đã đạt tới mức độ rất cao của tình yêu. Nghe xong hai câu chuyện này thì Jen thấy có ít nhiều ánh sáng cho việc phục vụ cầu nguyện và bác ái rồi đúng không? Dù là thành phố hay là nông thôn á, thì việc phục vụ và giúp đỡ các bạn ngay trong nhóm của mình á, thực sự là việc làm rất là ý nghĩa và quan trọng á.
con thì lại thấy hình ảnh của mình có chút nào đó ở bạn Manuel á. Tại vì bản thân con á, khi mà gặp khó khăn, khi mà gặp những bất lợi hay là những thử thách á, thì lúc đó con mới thực sự là không biết bấu víu vào đâu, lúc đó con mới tìm kiếm Chúa. Trong khi là những lúc vui vẻ, những lúc mà có được đạt được những điều này điều kia thì thực sự là con không thể cầu nguyện một cách sốt sắng bằng những cái lúc mà mình khó khăn, những cái lúc mình thách thức trong cuộc sống đâu. À, cái đó gọi là khó để con bó vào Chúa, khỏe để con né Chúa luôn. Vậy thì tuần này chúng ta cùng tìm giờ để ở lại với Chúa nhé. Nhất là trong tháng Minh Côi sắp tới, cùng xin Đức Mẹ dạy chúng ta cầu nguyện để thêm đức tin và đức cậy trong thời gian hậu đại dịch với những cái khủng hoảng kinh tế. Và đừng quên nhớ đến những người xung quanh và tìm một việc bác ái cụ thể để thực hiện trong âm thầm nhé. Hãy để Đức Thánh Cha chia sẻ nỗi niềm của các bạn và hãy để Ngài gợi hướng cho cuộc sống của các bạn nhé. Và nếu các bạn có những chia sẻ hay thắc mắc, những tâm sự muốn tỏ bày cùng các bạn trẻ khác thì các bạn đừng ngần ngại gửi thư về cho chúng tôi nhé. Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Vatican News Tiếng Việt. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Gặp Chúa giữa cuộc khủng hoảng. Bạn thân mến, đại dịch COVID-19 đang gây ra rất nhiều cuộc khủng hoảng trong đời sống của chúng ta, từ khủng hoảng về sức khỏe đến khủng hoảng về kinh tế và xã hội. Rất nhiều người đã phải sống trong sợ hãi và buồn chán của việc không có công ăn việc làm hay khó khăn trong việc trở lại nhịp sống thường ngày trước đây. Và một lần nữa, lời Chúa cho chúng ta thấy những ánh sáng để bước đi trong giai đoạn khó khăn này của cuộc đời và kinh nghiệm gặp gỡ Thầy Giê-xu giúp chúng ta băng qua cuộc khủng hoảng này. Sau khi Thầy Giê-xu chịu tử nạn, các tông đồ tản mát như bầy chiên không người chăn dắt. Người thì muốn rời bỏ nhóm, người thì khép mình lại trong căn phòng đóng kín. Họ mất định hướng, buồn bã, chán nản, thất vọng và sợ hãi với những điều quá bất ngờ xảy đến với cuộc đời mình. Họ buồn vì Thiên Chúa không can thiệp trước những khổ đau đang xảy ra. Họ yêu mến Thầy Giê-xu và họ thất vọng về những gì đã xảy ra cho Thầy. Nhưng đúng hơn, họ thất vọng vì những dự định của mình về Thầy và với Thầy không thành hiện thực. Những tưởng cuộc đời mình sẽ gắn liền với vinh quang khi Thầy bước vào thành Jerusalem, những tưởng công lao khó nhọc theo đuổi dự định sẽ thành hiện thực. Vậy mà, bây giờ thì tan nát hết. Dù rằng họ có nghe nói về việc Chúa phục sinh, dù có một chút hy vọng, nhưng nó cũng chẳng thể nào xua tan hết nỗi chán nản và thất vọng mà họ đã phải trải qua trước đó. Phêrô muốn trở lại với công việc mà ông đã làm ăn sinh sống trước đó, nghề ngư phủ. Nhưng những lời của ông thốt lên cũng đủ cho thấy nỗi thất vọng trong từng hơi thở. Tôi đi đánh cá đây. Và cùng với những người khác, họ đi vào bóng tối của đêm đen. Van Gogh đã từng nói, những ngư phủ biết rằng biển tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm với những cơn bão kinh hoàng, nhưng họ chẳng bao giờ coi những nguy hiểm ấy là lý do để giữ chân họ lại trên bờ. Họ cố gắng vươn ra, cố gắng chiến đấu, cố gắng hy vọng. Nhưng sau một đêm vất vả, họ kinh nghiệm về cái gọi là trắng tay, về cái đói và cái rét. Còn gì đau khổ hơn khi người ta ra sức làm việc mà chẳng thu về được gì, đã cố gắng hy vọng, đã cố gắng dấn thân mà chẳng thay đổi được gì. Họ không có gì để ăn. Và một lần nữa, họ gặp Thầy Giê-xu. Trời vừa sáng, khi ánh mặt trời ló rạng, khi thuyền đã gần bờ và đoàn người cũng đã mệt nhoài, họ nghe một lời mời gọi, hãy thả lưới bên mạn thuyền đi. Một lời mời gọi, một lời động viên, một lời kéo các ông ra khỏi nỗi thất vọng của mình và mời các ông dám tin tưởng, dám tìm kiếm một lần nữa. Họ không nhận ra người ngay lập tức, nhưng chỉ khi chú ý đến những lời nói và hành động của người đã thực hiện, người đánh thức niềm hy vọng trong lòng họ, người mời gọi họ bắt đầu lại, Ngài mời gọi họ đừng ở lại mãi trong quá khứ. Thầy Giê-xu trao cá và bánh cho họ như cái cách người vẫn trao ban và trao ban không ngừng. Người vẫn ở đó và tiếp tục thắp lên niềm hy vọng. Thầy Giê-xu như một người đang tái tạo lại nhóm, tái tạo lại sức sống nơi cộng đoàn của các môn đệ. Cũng trong biến cố này,
cách nhìn của Phêrô về Chúa Giêsu cũng rất khác. Trước đây, cũng trên bờ biển Tiberia, ông nhìn nhận thầy là một tiên tri, một người chữa lành, một đấng Mêsia phải đến. Nhưng giờ đây, ông nhìn nhận người là Chúa, nghĩa là đấng đem lại sự sống cho mọi người, thậm chí đem lại sự sống cho cả kẻ đã phản bội mình. Và ở đây, ông thực sự nhận biết mình là một tội nhân. Phần các môn đệ, họ nhận ra người ở giữa họ không còn nghi ngờ mà cũng chẳng hỏi tại sao. Ký ức về những câu nói, những cử chỉ thân thiết năm xưa chợt trở về. Trở về để làm mới lại và được sưởi ấm nhau bằng tình yêu. Hiểu biết về Chúa Giêsu quả là một hành trình mà người ta phải không ngừng bước tới để hiểu biết người hơn. Đúng là người ta không thể nào quay trở lại để thay đổi điểm khởi đầu, nhưng ta có thể thay đổi ngay tại nơi ta đang là, ngay tại nơi ta đang đứng để thay đổi đích đến. Giữa đêm đen, chợt thấy ánh sáng. Giữa những buồn bã, chợt thấy niềm vui. Giữa những chia rẽ, chợt thấy đoàn tụ. Mặt trời mọc và mọi thứ đều mới. Khuôn mặt của người cũng thật mới. Các môn đệ cũng trở nên mới, đoàn kết như chưa từng có trước đây. Họ đã chiến đấu cả đêm cùng nhau, họ đã vâng lời để thả lưới. Và thật lạ, họ đã cùng nhau kéo lưới. Họ đã từng theo người và họ đã từng thấy người trên thập giá. Và bây giờ, mọi sự đều mới mẻ. Mặt trời mọc và trong thinh lặng, họ cùng sống chung một mái nhà. Họ hiểu nhau hơn, cùng nhau chiến đấu và chịu đựng, cùng chịu đau khổ và cùng chung một hy vọng. Hôm nay, tôi tự hỏi rằng, trước cuộc khủng hoảng nơi cuộc sống của chính tôi, của gia đình tôi hay của toàn xã hội, đâu là thứ bóng tối, đâu là những nỗ lực mà tôi đang cảm thấy không có những hoa trái? Tôi xin cho mình được gặp Chúa Kitô, được người giải phóng, được sống trong niềm vui và bình an của người. Chưa khi nào hy vọng và bình an bị đánh cắp nơi những môn đệ của Chúa Kitô, vì người vẫn còn ở đó. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.